Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc vừa công bố danh sách 20 quốc gia có sự phát triển du lịch nhanh nhất trên thế giới năm 2019, và trong đó có Việt Nam. Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 trong top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất trên thế giới, với lượng khách tăng 16,2%. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn nằm trong danh sách những địa điểm du lịch đáng chú ý đối với khách du lịch quốc tế. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, sự thân thiện của con người cũng đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của Việt Nam.